Xin chào tất cả quý vị khán giả của Thăng Long TV Go. Hôm nay tôi được đi đến thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương và đi thăm ngôi chùa. Ngôi chùa này là chùa gì chú nhỉ? Chùa núi Châu Thới. Chùa núi Châu Thới ạ. Phường Bình An. Dạ, phường Bình An. Thành phố Dĩ An. Dạ vâng. Tỉnh Bình Dương. Và chú cho con hỏi tên của chú là gì? Tôi là Nguyễn Tiến Tàu. Nguyễn Tiến Tàu. Nguyễn Tiến Tàu. Và hai chú cháu thì rất là tình cờ khi mà vào quán ăn nhà chú và được biết là chú là người dân ở đây và chú có một bài thơ rất hay và chú có thể đọc và giới thiệu khung cảnh nơi đây cho quý vị khán giả của Thăng Long TV Go để biết được cái địa danh này. Và con mời chú ạ. Xin thưa với bạn là ở đây là một ngôi chùa núi Châu Thới. Vâng ạ. Mà núi Châu Thới thuộc là danh lam thắng cảnh của cấp quốc gia. Của Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận từ năm 1984. Dạ. Và hôm nay tôi tình cờ vào, tôi cũng mới ở đây 4 tháng. Dạ. Nhưng mà tôi phát hiện ra trên hòn núi này có một hình pho tượng của một con người. Nó giống như một con người. Do đó mà tôi mới làm một bài thơ pho tượng trên vách đá. Dạ ba. Tôi xin đọc là bài thơ này. Dạ ba. Và tôi cũng xin nói rõ là cái cảm nhận của tôi. Đây là một cảm nhận của mình với một hình tượng như một pho tượng vị thần linh trú ngụ nơi đây tại chùa núi Châu Thới Bình An, Dĩ An, Bình Dương. Mời chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Pho tượng trên vách đá thiên nhiên tạo cảnh này như hồn núi ngự hiện vừa đây. Hình hài tướng vị yên bờ cõi, tự tạo thiên thần trú ngụ hay, biến thớ tâm linh người mộng giỏi, hồn phiêu phách lạc tọa bờ dày, thâm tình ngưỡng mộ lòng nhân ái, tứ thập phương tình phương tìm, biết đến ngay. Là đó là bài thơ của tôi mà tôi đã làm cách đây khoảng 10 ngày, 5 ngày thôi, mới 5 quá ngày. Quá hay đó. Và đúng bữa ngày 2 tháng 9, dạ. 2022. Đúng ngày quốc khánh của Việt Nam. Dạ. Và chú có cảm xúc để làm viết nên một bài thơ để nói về hình người trên vách đá, trên vách núi đá của chùa này. Chùa này. Dạ, vâng. Thế thì chú cảm nhận rằng là khi mà cuộc sống ở đây với tâm linh ở đây thì người dân như thế nào ạ? Cái chùa núi Châu Thới này là một cái tâm linh mà tất cả cái đất nước Việt Nam, mọi người trên đất nước Việt Nam đều chiêm ngưỡng và coi đây là một thần linh, cho nên là nhiều người du khách đến thập phương đến để tham quan mà rất là hái mộ, linh thiêng, rất là linh thiêng. Dạ. Ở đây thì ngày rằm và tuần tiết ấy thì ngoài người dân của địa phương ra thì các du khách có đến nhiều không hả chú? Ở đây cái nhất là ngày thứ bảy và chủ nhật của hàng tuần và ngày rằm, ngày lễ của mùng 1 và những ngày rằm lớn của tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 là những ngày vía kỷ của Phật là đông lắm, hàng ngàn du khách đến đây. Có nghĩa là có thể là 5.000 người trên một ngày của những ngày 5.000 người trên một hôm. Đấy nên là cháu nhìn thấy cảnh quan ở đây thì tự nhiên một vùng đất bằng phẳng và có một cái núi này rất là đặc biệt. Cái này là cái thiên nhiên tạo hóa của cái tỉnh Bình Dương này. Dạ. Cả cái khu vực miền Đông Nam Bộ, bởi vì nó chỉ có mấy tất tỉnh? Cả đồng bằng hết mà riêng cái đặc biệt Bình Dương này có ngọn núi này. Dạ. Hay quá. Bây giờ thì sau ngày hòa bình thống nhất đất nước thì xã hội hóa rồi. Sống không có phân biệt về chế độ quốc gia và chế độ cộng sản nữa. Và thì mọi người ai cũng như ai và ai cũng phải bình đẳng và phải tôn trọng về pháp luật về xã hội, thượng tôn pháp luật. Và hôm nay thì Thăng Long TV Go đi đến đây thì trời thời tiết nó mưa, nhưng là những cái giọt mưa này nó làm cho chúng ta mát mẻ hơn. Và
Con cảm ơn chú rất nhiều và chúc chú luôn luôn mạnh khỏe chú nhá. Xin cảm ơn vâng. Phóng viên vâng. Nhà báo. Và bây giờ thì cơn mưa bắt đầu tạnh rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi lên trên ngôi chùa này để tham quan. Có thể nhìn thấy đầu vào cái cổng rất đẹp luôn. Rồi bây giờ xin mời quý vị hãy đi cùng Thăng Long TV Go. Thôi đi xe máy đi. Hai bên này đây có khu trên đỉnh đồi núi, trên núi đường xá đây khá rộng nhỉ, ô tô cũng phải lên đến tận nơi mà rất cao nhưng mà ô tô vẫn lên tới nơi được. Các cái ngày lễ rằm tháng 7 rồi chẳng cần phải rằm tháng 7 mà đi cứ ngày cuối tuần ấy. Mọi người dân lên đây thứ nhất là viếng cảnh chùa, thứ hai là dắt gia đình đến thăm những cái đây chính là bãi đỗ. Đây này cũng có xe đi xe đấy, xe lên cái bàn tham quan du lịch lên các cô đi lễ hôm nay đúng ngày mưa đúng không? Đi 2 ngày ạ. Qua chùa này. Thế cô cảm nhận thấy ngôi chùa này thế nào? Chưa đi lên chùa. Chưa lên, bây giờ cũng mới đến đây đấy ạ. Thế là trước khi đến đây thì cô đến đâu? Tây Ninh. Đi Tây Ninh và bây giờ thì đến đây. Rồi, cháu chúc cô sẽ có một chuyến tham quan thú vị. Dạ và cháu cảm ơn cô. Vâng, và như vậy thì khi mà tôi đến đây thì cũng có một đoàn khách đến đây để tham quan. Và đây thì có một cái bia Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi lên bên trên phía đỉnh núi. Và toàn bộ đây thì có thể đi xe máy hoặc ô tô lên được, rất tiện nhỉ. Đi bộ thì có bên hành hương lên có đường đi bộ. Từ trên này mà nhìn được hết quang cảnh của thành phố Dĩ An đấy. Nhìn thấy thành phố Dĩ An, thành phố Biên Hòa. Gần Biên Hòa đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Từ đâu tới là nằm về địa phận Bình Dương nhưng mà anh có thể đứng quan sát bởi vì rất là cao. Mặt đất thì rất là cao. Cuối cùng thì chúng tôi đã lên được trên này. Trên này với những kiến trúc rất đẹp quý vị ạ, có thể nhìn thấy chú voi và con âm Bồ Tát đang ngồi ở trên lưng của chú voi. Dù là thời tiết mưa nhưng cũng có khá nhiều du khách đến đây để thắp hương. Đâu? Khỉ à? Khỉ á? Khỉ kia. Sao tôi không nhìn thấy? Trời ơi, đây đây. Ngay trên con rồng kia. Nhiều lắm đấy, nhưng không ít đâu. Đẹp quá nhờ. Rất thân thiện. Nhưng mà vừa rồi các cái mấy cái kênh YouTube luôn luôn xuyên tạc đất nước Việt Nam nên là không tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thì đây các bạn đang thấy một ngôi chùa này, rất trên đỉnh núi. Nếu đoán độ uy nghi, có tượng Phật bàn rất là to. Quý vị có thể nhìn thấy hai chú khỉ đang ở trên thân con rồng. Đấy, thân thiện quá nhở. Đây này, đi thắp hương rồi thì hai anh em đi vãn cảnh nơi đây và ghi lại những hình ảnh về kiến trúc nơi đây để gửi tới quý vị khán giả xem và biết được. Trên kia kìa, có cả khỉ con nhỉ? Có chứ. Thì đây là gia đình khỉ. Hay quá. Cực kỳ nhiều khỉ kìa. Ừ. Đây này, đứng lui xa xa đây, người quay này. Đó.
gia đình khỉ kìa. Ồ, đây để tôi zoom lại cho quý vị cùng xem. Rất thân thiện. Ồ, cả một bầy luôn này. Khỉ mẹ cắp thì con đi chơi. Đang cắp đi chơi đấy. Phải nói rằng tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam rất là tuyệt vời. Và đây có lẽ đây là ngôi chùa lớn nhất ở đây đúng không? Đúng rồi, gần như là Ở Dĩ An. Vừa là cổ. Cổ, kiến trúc cổ đẹp. Này quý vị có thể nhìn thấy những chú khỉ rất thân thiện nào. Đi trên lưng của con rồng. Với một cái kiến trúc toàn bộ bằng tông màu vàng, rất bắt mắt và đẹp. Wow, chú khỉ nhảy đấy. Khỉ này người ta nuôi hay là khỉ tự nhiên? Khỉ tự nhiên đấy. Tự nhiên ở trên đỉnh núi này á? Đúng rồi. Ồ. Hôm nay chúng ta đi vào trong cái ngày thời tiết mưa nhưng khung cảnh cũng rất là đẹp. Và có rất là nhiều các cái du khách người ta đi thăm và vãn cảnh ở nơi đây. Ồ, các bạn khỉ ở đây rất là thân thiện. Nè, đang đứng nhìn mình luôn. Cho thấy cây ăn liền á. Đấy, đẹp chưa? Cái vấn đề chính ấy là cái vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam cực kỳ tuyệt vời. Bạn có công nhận thấy không? Đúng không? Đấy. Cái người dễ cứ nói là cấm cái này, cấm cái kia. Cấm mà được làm những ngôi chùa to thế này à? Đúng. Hai con rồng. Còn bên kia là đất của quận 9 này. Đó. Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Từ đây ý à? Từ đây có thể đứng ra nhìn thấy quận 9 à? Đấy, Thủ Đức. Đấy. À, toàn bộ là thành phố Thủ Đức đúng không? Đấy, thành phố Thủ Đức bên xa xa đó. À. Những chung cư. Ôi, rộng lắm. Ở đây mình quan sát được thành phố Hồ Chí Minh này, rồi quan sát được thành phố Biên Hòa này và thành phố Dĩ An. Vì đây là núi này gần như là cao nhất. Gần như là cả cái khu vực này thì tự nhiên ở đây có một cái ngọn núi đúng không? Đấy. Mà phải nói kiến trúc người ta làm mà rất là cầu kỳ. Cái cao độ nhìn thấy một cái công viên nơi nó nhỏ xíu xíu. Nhìn như hộp diêm. Đây này. À, quý vị có thể nhìn thấy một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Các cô thôn nữ gọi từ thôn nữ cho nó xưa xưa một tí cho nó hay. Các bạn trẻ đến đây và chắp tay lạy Phật. Hình ảnh rất đẹp của Phật giáo Việt Nam. Trong này tuyệt vời đấy. Wow, chú khỉ kìa, đang đi dạo chơi. Thì đít nó đỏ thật mà. Quá tuyệt vời. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Gia đình khỉ. Tuyệt vời chưa? Chân nhỏ lên à. Không lên được. Gọi mẹ cho lên ấy. Ôi, quá khôn. Sợ con à, ý bắt lên con lắm sợ. Biết gọi mẹ cho lên đấy. Thích chưa? Đây này, đây. Quý vị có thể nhìn thấy một hình ảnh rất tuyệt vời. Đó là khỉ mẹ đưa khỉ con lên. Chắc đây là một gia đình. Gia đình khỉ đấy. Các em là ở đâu đến đây? Ở quận 12 à? À, em cảm nhận thấy khi em đến nơi đây như thế nào? Yên tĩnh. Em đến từ quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh à? Em có thường xuyên đi lễ chùa không? Dạ có. Có lễ Vu Lan rồi em cũng có đi chùa. Thế thì ngôi chùa này thì em đã đến nhiều lần chưa? Dạ, đây là thứ tư em lại rồi. Lần thứ tư rồi. Anh thì lần đầu tiên đến đây. Và là người ngoài Bắc vào và nhìn thấy khung cảnh ở đây rất đẹp. Anh ở ngoài Hà Nội. Và vào đây thì thấy một cái kiến trúc rất là đẹp.
Thế là em ngoài ngôi chùa này ra thì em có thể đi những ngôi chùa nào nữa không? Anh biết tu viện Thánh An không? À, trong này thì anh chùa cũng... Kỳ Quang 2 nữa, à. Lớn lắm. Đấy, quận 12 à? À, quận 12 à? Chùa Kỳ Quang 2 ở Gò Vấp á. À. Anh sợ Gò Vấp, anh lớn lắm. À. À, đó là chùa bên đi Phật hay là bên Cao Đà? Phật à, đi bên Phật mình nha. Thế là các em nay diện những bộ như này mà đến đây vừa thắp hương xong vãn cảnh xong thì mình có thể check in đúng không? Xinh đúng không? Đẹp nha. Ừ. Em đang làm công việc gì? Em là công nhân thôi. À, em cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam thế nào? À, đấy, tức là công nhân như là cảm thấy cuộc sống ok không? Tùy thuộc vào mình thôi, nhưng mà tùy vào công việc mình, nếu mình không cảm thấy ok thì Việt Nam cũng vậy mà. À, tức là do mình hết đúng không? Mà như là anh nghĩ rằng là em là ok nên là mới có những cái khoảnh khắc thời gian như thế này đúng không? Hai dạ, hôm nay em được nghỉ phép năm á. À, nghỉ được đi chùa. Nghỉ phép năm. Rồi anh cảm ơn em rất là nhiều nhé. Rồi chúc em có một buổi đi chơi vui. À, chim bồ câu rất là thân thiện đây. Và đây thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều các bạn trẻ đến đây người ta lễ nhé. Lên đây để vui. Vãn cảnh rồi mình thắp nhang để mình xin, mình mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất đến cho gia đình, đến cho quê hương đất nước. Đấy chính là văn hóa của người Việt. Văn hóa chính là cội nguồn của đất nước, đúng không? Như đúng chúng rồi. Ta hay nói là văn hóa còn thì dân tộc còn, đúng không? Đúng. Cái điều đặc biệt ở đây là có khỉ. Đúng rồi. Đi một ngôi chùa rất đặc biệt. Lớn nằm trên núi nhưng núi Bà Đen. Núi Bà Đen. Vậy, đúng. Núi Bà Nếu Đen mà nói về độ Tây Ninh nhỉ? Đúng rồi. Nếu mà nói về cái ấy thì ở bên kia nó Sóc kìa. Ờ. Có Sóc cả kìa. Sóc kia kìa. Trên này. Xa xa đừng lại gần nó. Lại gần nó chạy. À, chạy mất. Trên này có cả Sóc luôn. Cần. Đó được rồi. Con này còn nhỏ nhé, nhìn giống con chuột. Không nhỏ đâu, con ít lớn. Sóc nhỏ mà. Ăn đấy. Con khỉ kia hư quá, dám đứng trên của cả đầu Phật tổ. My có biết Tôn Ngộ Không đã bị phạt như nào không? Đúng không? Đúng rồi, này à. Hầu Vương đây. À, Hầu Vương đứng trên đầu. Con khỉ này rất hư. Con khỉ này hư quá em ạ. Kia kìa. À. Ồ. Là chúng ta nhờ đến Tôn Ngộ Không đúng không? Đúng rồi. Chính tỏ ở đây người ta sẽ phải vệ sinh rất là kỹ đấy không ạ? Dạ, đúng không? Vệ sinh đấy. Ở đây cái tiện cái nhất là mọi người có thể đi được xe lên tận trên đây. Đúng. Không giống như các cái ngôi chùa ở ngoài Bắc ấy, là mình đi lên rồi là phải đi xe điện hoặc là phải đi bộ lên. Đấy. Ngay ô tô này đó. Ồ, đây. Ở đây khác hoàn toàn. Rất nhiều ô tô đi lên trên này. À, mình thử đi lên trên cái chỗ này đi. Quay bên này chưa? Rồi, quay rồi. Bên đấy quay rồi. À, đi lên trên chỗ này này. May quá khi mà một cơn mưa rất to. Sau đó thì trời cũng tạnh để chúng tôi có thể đi lên trên này. Đấy. Đến chùa là cầu bình an, đúng không? Rồi. Cầu đấy. Bình an cho gia đình, cho mọi người. Cho quê hương đất nước. Yeah. Rồi. Đấy. Cho quê hương đất đó nước. Là một trong những cái nét đẹp văn hóa của người Việt mình. Và trên này thì, đấy, quý vị có thể nhìn thấy nhé. Người ta rất văn minh là thắp hương ở bên ngoài. Và quý vị có thể nhìn thấy ở đây có phải có lẽ hàng trăm con khỉ ấy. Nhiều lắm ấy. Đây này, nguyên một cái sân này. Đi vào tiếp chỗ này. Ồ. Oh. Đùa giỡn nào. Ừ. Rất thân như hoa quả sơn ấy. Đây này. Đi vào trong chỗ này này, khu này này. Giống hoa quả sơn chưa? Đấy. Rất nhiều các chú khỉ tinh nghịch ở đây. Hello. Hello. Nó cầm ấy đập đấy. Nó rằng nó đập đấy. Hello. Somebody. Yeah. Somebody,
hôm nay trời mưa hả? Nó cầm nó giặt đấy. Các chú khỉ tinh nghịch. Đấy, bên này nữa này. Úi dồi ôi, nghịch chưa? Đấy. Mỗi một vùng đất đều có những cái tâm linh khác nhau, bạn nhỉ? Ui, hello, con này là cụ rồi. À, ăn cái gì đấy? Khéo nó vồ, khéo nó vồ điện thoại. Đừng có chọc nó vồ. Không, để nhân tôi quay đó, đẹp quá bạn ạ. À, no. Hiểu tiếng người mà. Mình không có gì đâu bạn ạ. Thôi đi xuống đi. Rồi. Nó gọi bầy đàn là mệt đấy. Bên này thì chính là lối đi bộ lên. Còn anh em tôi thì vừa nãy đi toàn bộ xe máy lên đây. Và xin gửi tới quý vị khán giả những hình ảnh rất đẹp của chùa Châu Thới tại thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Bye bye những chú khỉ tinh nghịch đáng yêu. Đang ăn bánh đấy.